Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 3 tháng 10 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 65 người, bị thương 75 người. Trong đó đường bộ xảy ra 84 vụ, làm chết 65 người, bị thương 74 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 12.203 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Vào khoảng 12 giờ 40 phút trưa ngày hôm nay tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ cháy nổ xe gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, thì một chiếc xe taxi khi đang lưu thông qua khu vực này đã bất ngờ phát nổ lớn như bom và khiến cho hai người chết cháy. Theo đó, chiếc taxi mang biển kiểm soát 14N7282 thuộc Công ty Cổ phần và Phát triển Hoàng Minh đang chạy trên đường bất ngờ phát nổ, khiến lái xe là anh Đặng Văn Trung, sinh năm 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả và một nam hành khách ngồi trên xe hiện chưa xác định rõ lai lịch bị tử vong tại chỗ. Tại thời điểm đó, xe ô tô mang biển kiểm soát 14D00381 do Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 1975, trú tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, điều khiển đang đi gần xe taxi cũng bị bắt lửa gây cháy. Rất may anh Phúc đã mở cửa thoát ra ngoài an toàn. Áp suất lớn từ vụ nổ cũng làm vỡ cửa kính một vài nhà của người dân và làm móc đầu một ô tô đang đỗ bên đường. Những cơn mưa liên tiếp xảy ra từ sáng sớm cho đến chiều ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cho giao thông trên nhiều tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Nạn mưa, ngập và kẹt xe lại xảy ra khiến cho hàng triệu người dân phải vất vả ngay trong ngày thứ hai đầu tuần. Trận mưa lớn xảy ra từ khoảng 5 giờ sáng kéo dài đến hết giờ cao điểm và chỉ tạm dừng vào lúc 10 giờ trên diện rộng ở thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cho nhiều tuyến đường xảy ra ùn ứ nghiêm trọng. Nhất là các trục đường chính nối các cửa ngõ vào trung tâm thành phố như quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, đường Trường Chinh, Cộng Hòa, quận Tân Bình, hay các tuyến đường thuộc các khu trung tâm như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, quận 1. Xe cộ xếp hàng dài, nhích từng mét, việc lấn đường, thậm chí lưu thông lên cả vỉa hè cũng đã xảy ra, khiến cho giao thông càng thêm rối loạn. Hàng triệu người dân lao đao, phụ huynh chở con đi học, đi làm lại phải vất vả khổ cực đối phó với đường ngập nước. Chiều nay, một cơn mưa lớn lại tiếp tục đổ xuống thành phố này, khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, vùng áp thấp phía Nam quần đảo Hoàng Sa đang gây ảnh hưởng đến thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Mây dông bao phủ, có thể mưa nhiều nơi, kết hợp chiều cường gây ngập. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh còn phải đối mặt với đợt chiều cường cuối tháng 9 âm lịch. Mực nước đỉnh chiều vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai sẽ tiếp tục dâng lên trong những ngày tới. Vào chiều tối ngày 2 tháng 10, một hố sụt bất thường có chiều rộng gần 3 mét, sâu hơn 8 mét, bất ngờ xuất hiện tại mặt đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến rạng sáng ngày 3 tháng 10, công tác khắc phục sự cố vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, cũng trong sáng nay, một chiếc xe buýt khi đi ngang qua đây đã bất ngờ bị mắc kẹt do hố trên bị sụt lún trở lại. Lực lượng chức năng đã phải phong tỏa một phần đường để cứu hộ chiếc xe và khắc phục sự cố. Vào khoảng 18 giờ chiều ngày hôm qua, người dân phát hiện mặt đường Nguyễn Ảnh Thủ đoạn qua giao lộ Tô Ký bị rạn nứt, sau đó sụp xuống tạo thành hố sâu. Tại hiện trường, hố sâu khoảng 8 mét, bên dưới khoét hàm ếch 3 mét, có nguy cơ sụp xuống. Lực lượng chức năng nhanh chóng huy động máy xúc xử lý hố tử thần. Đến sáng nay, công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành. Cũng trong sáng nay, chiếc xe buýt chở theo nhiều hành khách mang biển kiểm soát 53N4189 lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ thì bất ngờ bánh sau của xe buýt bị mắc kẹt tại đúng khu vực hố sụt trên. Rất may tài xế đã dừng xe kịp thời để khách xuống xe nên không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Đến 10 giờ cùng ngày, chiếc xe buýt đã được đưa ra ngoài, giao thông qua khu vực đã tạm thời bình thường trở lại. Theo một cán bộ Sở Giao thông Vận tải, nguyên nhân xuất hiện hố sụt lún nói trên có thể là do đất hở mối nối đường cống thoát nước chạy ngầm ở bên dưới. Hiện cơ quan chức năng đang tìm giải pháp để khắc phục triệt để sự cố này. Học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, thường xuyên vi phạm pháp luật an toàn giao thông đang ngày càng gia tăng. Do đó, việc tuyên truyền trực tiếp tại trường học được cho là không chỉ giúp cho học sinh hạn chế được các vi phạm, mà còn tác động trực tiếp tới hoạt động giảng dạy pháp luật an toàn giao thông của giáo viên nhà trường. Vậy công tác này trên thực tế đang diễn ra như thế nào? Những yếu tố nào khiến cho việc này hiệu quả hơn? Ghi nhận tại một số trường tiểu học ở Hà Nội về hoạt động này. 7 giờ sáng tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Mai, quận Hoàng Mai. Phụ huynh đưa con tới trường không đội mũ bảo hiểm, thậm chí là chở ba.
và ngay cả học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện tới trường cũng không đội mũ bảo hiểm rất phổ biến. Các kiểu vi phạm như thế này, ngay trong buổi sáng thứ hai đầu tuần, đã được cảnh sát giao thông tuyên truyền trực tiếp tới học sinh, giáo viên. Nhiều câu hỏi liên quan tới hoạt động tham gia giao thông của học sinh cũng đã được cảnh sát giao thông đặt ra khá dí dỏm và dễ hiểu. Nếu những nơi nào mà không có vỉa hè, mà không phải là cháu đang đi thẳng, mà ví dụ cháu đi sang đường ấy, đi bộ đi sang đường ấy, thì cháu cần phải làm những cái động tác gì khi mà cháu đi bộ sang đường để được an toàn? Theo như cháu, theo cháu nghĩ thì phải giơ tay sang đường. Rồi, đúng rồi, rất là tốt. Là một cái trường mà có cái số lượng các bạn học sinh rất là đông đúc. Chính vì thế nên là ngay từ đầu tháng là chúng tôi đã phối hợp với ban giám hiệu nhà trường và ngày hôm nay là tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn thông cho các bạn học sinh của trường Trung học cơ sở Tân Mai với những cái nội dung chính mà các bạn thường xuyên tham gia giao thông gặp phải như là đi bộ đúng nơi quy định và đi bộ an toàn. Thế rồi là khi tham gia giao thông bằng phương tiện là xe thô sơ, xe đạp. Đấy, rồi xe đạp máy, xe đạp điện đấy, phải đội mũ bảo hiểm và chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông vân vân. Thượng úy Trường cho biết từ tháng 9 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức tuyên truyền giao thông trực tiếp cho hơn 3.000 học sinh, sinh viên. Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền lưu động tại các cổng trường cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn. Với phụ huynh học sinh đấy là cần phải gương mẫu, phải chấp hành, phải gương mẫu. Thế sau đó thì mới nhắc nhở con em mình hàng ngày, hàng giờ. Đấy, và mang tính chất thường xuyên lâu dài đấy, thì nó mới có thể làm tốt được đấy, cái việc tạo nên một cái ý thức chấp hành luật giao thông đối với cả các em học sinh. Hàng sáng thì đều có giáo viên và học sinh trực ngoài cổng trường để nhắc nhở kịp thời những học sinh có cái hành vi mà thực hiện giao thông chưa đúng, hoặc là ngay cả phụ huynh cũng được giáo viên nhắc nhở kịp thời. Như có trường hợp là phụ huynh không đội mũ nhưng con có đội mũ, thì khi đấy thì chúng tôi cũng muốn là có cái lời nói của giáo viên để tác động tới phụ huynh nhằm giúp cho xã hội ta nói chung được an toàn khi tham gia giao thông. Liên quan tới tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm giao thông, tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội từng tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngành giáo dục, cùng với đó đưa ra các hình thức thi đua khen thưởng như học sinh, sinh viên khi vi phạm giao thông sẽ hạ bậc hạnh kiểm, phê bình trước lớp, trước trường, thậm chí là mời cả gia đình đến ký cam kết không để con em tái phạm. Vậy nhưng tình trạng vi phạm hiện vẫn tái diễn hàng giờ, hàng ngày. Về lâu dài, thiết nghĩ tuyên truyền, đối thoại trực tiếp pháp luật an toàn giao thông với học sinh ngay tại trường học sẽ là giải pháp có tính bền vững, cần thiết và nên được nhân rộng trong ngành giáo dục. Liên quan đến sự cố sụt lún quốc lộ 37 khiến cho đoạn đường dẫn cầu phao sông Hóa giáp danh Hải Phòng và Thái Bình bị sụt lún nghiêm trọng. Ngày hôm nay, mùng 3 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng cho biết đã sẵn sàng thiết bị để tiến hành thi công và dự kiến thông xe sau 7 ngày. Đến thời điểm hiện tại, xe máy, xe đạp và người đi bộ đã được đi qua cầu tạm do đơn vị thi công lập nên nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của người dân. Toàn bộ phương tiện ô tô, xe tải bị cấm qua khu vực này mà đi theo phương án phân luồng sau. Các xe từ xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đi xã Hồng Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình sẽ đi theo lộ trình sau: đường tỉnh lộ DT354 hoặc quay lại đi theo tuyến quốc lộ 37, quốc lộ 10, đường tỉnh lộ DT455, đường tỉnh lộ DT456 ra quốc lộ 37 và ngược lại. Theo Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, hiện mọi trang thiết bị và nhân lực đã sẵn sàng để tối nay bắt đầu thi công, đóng chiếc cọc đầu tiên. Dự kiến sau 7 ngày sẽ hoàn thiện và thông xe. Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, đoạn đường dẫn cầu phao sông Hóa thuộc quốc lộ 37 bất ngờ bị sạt lở, gây ách tắc giao thông trên tuyến. Tiếp theo, ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Nhằm giải quyết tình trạng xe khách trá hình và bến xe khách lậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc quận, huyện có liên quan khẩn trương kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về xây dựng hoặc thành lập bến xe, bãi đỗ xe trái phép. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành cũng được lập để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Mục tiêu của Ủy ban nhân dân thành phố là kiên quyết xóa bỏ và không để tái diễn tình trạng xe dù, xe khách trá hình trước ngày 31 tháng 12. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết,
Đến thời điểm hiện tại, 4 dự án BOT đã chậm kết toán hợp đồng bao gồm dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Gia Lai và dự án quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai, Hòa Bình. Đơn vị này đang xem xét quyết định xử phạt các nhà đầu tư này theo các khoản cụ thể trong hợp đồng BOT đã ký. Theo Bộ Giao thông Vận tải, nguyên nhân khiến tiến độ quyết toán của các dự án BOT chậm là do các chế tài xử phạt theo các quy định chưa đủ mạnh và đủ tính răn đe. Ngành đường sắt, ngành hàng không vừa cùng Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác để các sản phẩm tour du lịch thu hút nhiều khách du lịch hơn bằng cách đi một chiều của hàng không về một chiều của đường sắt. Ước tính năm 2015, số lượng vé bán đạt 130.000 vé. Mục tiêu đặt ra trong năm 2016 và năm 2017 với hai ngành sẽ tăng khoảng 150% lượng vé với các tour du lịch phong phú hơn, đặc biệt sẽ dần tạo được sức cạnh tranh về giá cả chất lượng các tour du lịch với các nước trong khu vực. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, những chiếc xe tự bốc cháy giữa đường trong nhiều nguyên nhân có việc chủ xe tự ý đấu nối thêm các thiết bị điện gây ra chập điện do quá tải. Chính vì vậy, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua thì mọi xe tự ý đấu nối thêm thiết bị điện sẽ không được đăng kiểm. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế thì lượng xe còn lắp thiết bị điện còn rất nhiều, việc xử lý gặp nhiều khó khăn cả từ phía đăng kiểm và bến xe. Ngày 2 tháng 8 năm 2016, chiếc xe khách tuyến Nam Định - Hà Nội bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ. 20 hành khách trên xe hoảng loạn gào thét, cố thoát ra khỏi xe. Thứ còn lại chỉ là khung xe trơ trọi. Nguyên nhân được xác định là chập điện. Đây chỉ là một trong hàng chục vụ cháy xe xảy ra trong năm vừa qua. Nhiều nguyên nhân được đưa ra theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, trong đó có lỗi do chủ xe khi cố ý lắp thêm các thiết bị điện, gây ra quá tải và chập điện. Ngày 1 tháng 7 năm 2016, Cục Đăng Kiểm Việt Nam ra quyết định không đăng kiểm cho mọi xe tự ý đấu nối thêm thiết bị điện, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm. Những cái trường hợp mà đấu nối thêm thì hệ thống dây dẫn thường là nó cũng không được gọn gàng và nó cũng có những cái hiện tượng là đi ra đường dây nó không đảm bảo theo cái quy định. Hiện nay là theo cái thông báo và quy định của các trung tâm thì những cái phương tiện chủ xe người ta đến, người ta cũng có nắm bắt được là những cái khi mà lắp nối thêm là sẽ không kiểm định được và người ta có thể đã tháo trước khi đến kiểm định. Theo quy định, toàn bộ xe tự ý đấu nối thêm thiết bị điện sẽ bị từ chối đăng kiểm. Tuy nhiên, với đặc điểm của các thiết bị đấu nối như TV, loa đài, thùng lạnh là dễ tháo rời, việc các chủ xe lắp lại sau đăng kiểm diễn ra khá phổ biến. Thực tế ghi nhận tại các bến xe Hà Nội, không hiếm trường hợp xe đấu nối thêm TV đầu đĩa như thế này. Thiết bị này là lắp thêm, thì qua TV thì chúng tôi qua công tắc thì đi vào ngầm, đi qua đỉnh trần xuống. Muốn bật thì dí công tắc ở đỏ về dưới này. Mở chìa khóa để nổ xong dí công tắc đỏ. Dẫu biết nguy cơ cháy nổ rất cao khi tự ý đấu nối thêm thiết bị điện, song các chủ xe vẫn muốn lắp nhằm phục vụ nhu cầu hành khách, nhất là khách đi tuyến đường dài. Người ta có gắn các cái thiết bị thêm, ví dụ như là TV, Wi-Fi hoặc một số các cái loa đài. Để mà khắc phục cái việc đấy thì bến xe nước ngầm đã chủ động là nhắc nhở toàn bộ các nhà xe và đã làm biên bản nhắc nhở rõ ràng và cũng cho nhà xe ghi cam kết là không nên lắp các thiết bị để tránh tình trạng phòng chống cháy nổ. Theo đại diện nhiều bến xe, lực lượng quản lý bến không có chuyên môn để kiểm tra xem thiết bị điện trên phương tiện đó là do nguyên bản hay do chủ xe lắp thêm. Thậm chí trong giấy chứng nhận kỹ thuật cũng không đề cập đến. Do đó tất cả chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, vận động chủ xe tháo dỡ thiết bị đấu nối.
Bản tin giao thông an toàn ngày 3 tháng 10 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.